Cái event này em sẽ áp dụng cho từ hôm nay cho đến hết Noel. Vừa Việt Nam vô địch này, vừa sắp Noel thì em làm luôn được thế. Thế này em sẽ làm luôn từ hôm nay đến hết Noel nhé. Thì sẽ có một số các cái sản phẩm như sau được giảm giá này. Đấy là kính cường lực Remax là giảm giá còn 10.000, bình thường đang giá là 50.000, giảm giá là còn 10.000 nhé. Kính cường lực Remax nhé, rất mỏng nhé. Đó. Đây, đây là một cái lọ nhé. Không có một tì vết thì không vỡ, không có một tì vết nhé. Đây là cường lực Remax, giảm giá là còn 10.000. Những cường lực full màn hình thì em có loại 9D và loại 15D, nó cũng sẽ tương tự như thế. Đây. Không có một tì vết nào cả. Đó, nó sẽ không vỡ. Cái này là được kiểm chứng rất cứng, dùng rất tốt. Đó, đây, 15D đây. Đó, cũng thế, không có một tì vết gì cả. Nó có dòng từ iPhone 6 cho đến iPhone XS Max nha. Bên em có các dòng từ iPhone 6 cho đến iPhone XS Max đối với cường lực. Còn ví dụ như cái ốp mà ốp kiểu tản nhiệt này này, ốp kiểu tản nhiệt này, đến bọn em tặng free. Ốp chống sốc, đến bọn em tặng free. Đây, những cái ốp kiểu này, đến bọn em tặng free hết. Những cái này thì được tặng free. Lấy mỗi người lấy tối đa 2 cái nhé. Lấy tối đa này là lấy 2 cái. Cường lực có thể mua bao nhiêu cái cũng được. Ốp silicone loại cao cấp này. Đó. Đó, cái loại này rất dày dặn. Dày dặn. Đó, rất dày dặn nhé. Đó, nó có cái hạt chấm li ti ở đằng dưới này này, để nó không dính vào lưng máy. Cái ốp này giá là 10.000 đồng nhé. Ốp này là giá 10.000 đồng. Ốp loại giả zin của Apple, nó giống như là ốp zin, có nghĩa là viết vào nó sẽ không bám bẩn. Cái này thì chắc mọi người biết rồi. Đây, em sẽ thử cho mọi người. Em lấy hẳn bút chét em viết nhé. Cái ốp này viết vào lau cái nó sạch luôn. Đó. Lau nó sạch. Đó, lau sạch luôn này. Không để lại tí vết gì cả. Đó, những cái ốp này giá là 50.000 nhé. Ốp này là giá 50.000. Pin. Pin được giảm giá 50%. Pin tất cả đây là pin, đây là xuất cho thị trường châu Âu nhé. Pin dành cho thị trường châu Âu. Có nghĩa là pin này đạt chất lượng xuất vào thị trường châu Âu và sẽ được bảo hành 12 tháng thay vì 6 tháng nhé. Tăng bảo hành lên 12 tháng và giảm giá 50% giá thay pin nhé. Đó. Phụ kiện. Ví dụ như một cái củ thường này, một cái cáp thường đang bán giá là 80.000, giảm giá còn 30.000, củ 30.000, cáp 30.000, tai nghe 30.000, nghĩa là đồng giá 30.000 nhé, trên một sản phẩm nhé. Cái này bình thường đang bán là 80.000, 80.000 và 90.000, nghĩa là hai một bộ này nó khoảng tầm đấy là 250.000 thì được giảm giá nữa là còn bộ này còn 90.000 thôi. Phụ kiện zin, phụ kiện zin thì bình thường đang bán hơn triệu thì đã giảm giá, đấy là cái này củ zin còn 150.000 này, cáp zin còn 150.000 này, tai nghe cho từ iPhone 5 cho đến iPhone 6s 300.000 này, tai nghe của dòng 7 Plus, 8, 8 Plus X còn 350.000 nhé. Đó, bình thường đang bán là 250.000, cái này đang bán là 500. Đó, cái này đang bán 300, cái này đang bán 300, được giảm giá là còn 150, 300 và 350.000. Tiếp theo đấy là về những cái máy. Máy thì em sẽ có một cái bảng giá như sau. Đây là từ iPhone 5S cho đến iPhone 6 Plus, có nghĩa là các dòng từ 5S, 5SE, 6, 6 Plus thì sẽ được giảm giá là 200.000 nhé. Được giảm giá đồng loạt là 200.000. 6S cho đến 6S Plus là được giảm giá 300.000. Dòng iPhone 7, 7 Plus được giảm giá 350.000. Dòng iPhone 8, 8 Plus được giảm giá 400.000. Dòng iPhone X được giảm giá 500.000 nhé. Và iPad E2 được giảm giá 200.000. Đó, những con iPad E2 thì đẹp như mới. Đẹp như máy mới, không có một tì vết nào cả. Đó, mới sạc có vài lần. Những con iPhone X cũng thế, đẹp như mới. Đó. iPhone X, iPhone 8 đấy, đẹp như mới. iPhone 6S đấy, rất đẹp. Nhưng mà những con 6S thì nó sạc rất nhiều rồi, nó trên khoảng tầm trên 200 lần, trên 300 lần. Nhưng những con 6S này đấy là còn chưa bóc nhá. Nghĩa là em là người đầu tiên bóc ấy. Tất cả những con này em đều là người đầu tiên bóc. Dòng iPhone 7, 7 Plus sẽ được giảm giá đấy là 350.000. Em đọc lại một lần nữa nhá. 5S đến 6 Plus được giảm giá 200.000, 6S cho đến 6S Plus được giảm giá 300.000, 7, 7 Plus được giảm giá 350.000, 8, 8 Plus được giảm giá 400, còn iPhone X được giảm giá 500, iPad được giảm giá 200.000, iPad AI được giảm giá 200.000. Đó, đó là event để dành cho chiến thắng của Việt Nam cộng với lại Noel sắp tới. Cứ like, share, chia sẻ, làm theo hướng dẫn, thế là được, thế nhá.